Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa nay, thứ Năm ngày 6 tháng 10. Bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Riêng năm học 2022-2023, giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng biên chế giáo viên thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng khó khăn. Địa phương cần có lộ trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giáo dục để bảo đảm có nguồn tuyển dụng cho lộ trình cấp bổ sung biên chế đến năm 2026. Đoàn công tác Bộ Y tế Vương quốc Campuchia hôm qua đã đến tham quan mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời. Đoàn công tác của Bộ Y tế Vương quốc Campuchia tham quan các nội dung đỡ đẻ sinh thường, phẫu thuật bắt con, nhân viên y tế tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, nhân viên y tế hướng dẫn bà mẹ, người chăm sóc trẻ, rà soát các yêu cầu về môi trường hỗ trợ cho nuôi con bằng sữa mẹ, các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF. Qua buổi làm việc, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời đã chia sẻ về mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp từ đoàn công tác để tổ chức và thực hiện bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ cùng những lĩnh vực y tế khác đạt kết quả hơn trong thời gian tới. Ghi nhận của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 40 ca tử vong do bệnh dại. Bến Tre là địa phương đứng đầu với 11 ca tử vong. Trong 2 năm qua, bệnh dại có xu hướng gia tăng rõ rệt tại các tỉnh, khu vực Tây Nguyên và miền Nam. Bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần như 100% khi lên cơn dại. Hầu hết do mọi người không đi tiêm vaccine sau khi bị động vật cắn, cào hoặc liếm lên vùng da bị tổn thương do vẫn còn e ngại với vaccine. Bên cạnh đó, không ít người nghĩ rằng chó mèo đã tiêm phòng rồi sẽ không truyền bệnh dại hoặc có thói quen trì hoãn đi tiêm phòng ngay, chờ đợi theo dõi động vật cắn mình có biểu hiện bất thường thì mới đi tiêm. Thưa quý vị, từ nguồn nguyên liệu nghêu tươi dồi dào tại địa phương, hiện nay một số hộ dân huyện Ngọc Hiển đã sáng tạo chế biến món khô nghêu được thị trường khá ưa chuộng, góp phần tăng thêm thu nhập. Theo hộ dân, món khô nghêu dễ chế biến. Sau khi luộc chín, nghêu thịt được đem phơi khoảng 2 nắng là có thể dùng được. Một ký khô nghêu cần khoảng 40 kg nghêu tươi. Tùy theo kích cỡ, giá bán dao động từ 1 đến 1,8 triệu đồng. Khô nghêu được đóng gói cẩn thận, hút chân không nên có thể bảo quản được lâu. Quá trình chế biến được cơ sở chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo cung cấp sản phẩm sạch, chất lượng đến tay người tiêu dùng. Hiện địa phương đang tích cực hỗ trợ cho hộ dân xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nhằm phát triển bền vững mô hình. Hiện nay, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 428 đô la một tấn, tức là tăng 5 đô la một tấn so với thời điểm cuối tháng 9 vừa qua và tăng 35 đô la một tấn so với trước thời điểm Ấn Độ áp dụng chính sách hạn chế xuất khẩu. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan có giá 422 đô la một tấn. Như vậy, sau khi Ấn Độ có động thái hạn chế xuất khẩu gạo đến nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được điều chỉnh tăng dần và hiện đã vượt gạo Thái Lan. Tuy nhiên, ở phân khúc gạo 100% tấm hiện ngưng chào bán do thiếu nguồn cung. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ ngành địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Bộ Công Thương dự kiến rút xuống còn 5 bậc, rút gọn bậc 1 và 2. Theo đó, giá điện bán lẻ thấp nhất là 1.678 đồng 1 kWh, cao nhất là 3.356 đồng 1 kWh. Chưa gồm thuế VAT, thay vì mức 1.549 đồng và 2.701 đồng 1 kWh đang áp dụng. Theo các chuyên gia, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện tại áp dụng từ năm 2014, chia 6 bậc thang, nhưng bộc lộ bất hợp lý trong chênh lệch giá giữa các bậc thang. Sáng nay, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau phối hợp với Cục Bổ trợ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám định tư pháp năm 2022.
Tham gia lớp tập huấn có hơn 70 đại biểu đến từ các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của luật giám định tư pháp, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và các quy định pháp luật có liên quan hoạt động giám định tư pháp, một số kỹ năng pháp lý trong trưng cầu và thực hiện giám định đến đội ngũ giám định viên tư pháp. Người giám định tư pháp theo vụ việc giúp họ nắm bắt đầy đủ hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động giám định tư pháp, từ đó thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động giám định tư pháp. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu xã hội về giám định tư pháp. Sáng nay, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau kiểm tra kết quả thí điểm mô hình tổ hòa giải cơ sở năm tốt gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình. Xã Biển Bạch Đông có 10 tổ hòa giải năm tốt với 70 hòa giải viên. Năm 2020, các tổ hòa giải đã nhận 18 đơn thư, hòa giải thành đạt tỷ lệ 73%. Năm 2021, nhận 8 đơn, hòa giải thành đạt tỷ lệ 75%. 8 tháng đầu năm 2022, nhận 19 đơn, hòa giải thành, đạt tỷ lệ 79%. 3 năm qua, tại xã Biển Bạch Đông không có vụ việc đề nghị hòa giải bị tồn động. Các vụ việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và các việc dân sự khác. Qua thời gian thực hiện, mô hình cho thấy trình độ am hiểu pháp luật và kỹ năng hòa giải của các hòa giải viên ở cơ sở và chất lượng hòa giải được nâng lên rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng cao. Nhiều vụ việc mâu thuẫn tranh chấp được hòa giải thành mà không cần qua thủ tục viết, nhận đơn. Trong 2 ngày 4 và 5 tháng 10, tại trường bán quân khu 9 Bạc Liêu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tổ chức bắn kiểm tra kết quả huấn luyện chiến đấu năm 2022 cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Đợt kiểm tra bắn đạn thật nhằm kiểm tra yếu lĩnh động tác và khả năng bắn trúng mục tiêu, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, sử dụng tốt các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cho từng cán bộ chiến sĩ, đồng thời đánh giá chất lượng huấn luyện của từng đơn vị và khả năng tổ chức thực hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp. Kết thúc đợt kiểm tra bắn đạn thật, đơn vị đạt 100% yêu cầu, trong đó có 77% đạt khá giỏi. Đơn vị tuyệt đối an toàn về người, trang bị, vũ khí. Những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng kết hợp với triều cường gây bất lợi sản xuất lúa tôm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cái Nước. Ngành chuyên môn khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp ứng phó bảo vệ sản xuất, hạn chế tối đa thiệt hại. Kết thúc vụ mùa năm 2022, bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm huyện Cái Nước xuống giống được hơn 450 hectare, tập trung chủ yếu một số địa phương như thành phố Phú Hưng, Hưng Mỹ và xã Hòa Mỹ. Diện tích lúa được hơn 30 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển khá tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Tuy nhiên, những ngày qua do mưa lớn kéo dài, làm mực nước dâng cao, ảnh hưởng đến quá trình phát triển cây lúa. Trước tình hình trên, ngành chuyên môn huyện Cái Nước phối hợp với các xã có diện tích gieo sạ lúa tôm, hướng dẫn nông dân các biện pháp ứng phó. Theo đó, vận động bà con duy trì khâu bơm tắc nước. Thường thường mình biết rồi, cái cơn bão vừa dứt thì ở dùng mình là phải bị mưa, cho nên mình cái ứng phó của mình thì để máy bơm sẵn, khi có nước nhiều mình bơm ra, thì gia đình cũng có thủ sẵn cái vấn đề máy bơm, cho nên nếu có nước nhiều thì mình phải bơm ra để cho lúa nó phát triển tốt. Gia đình thì có chuẩn bị máy bơm hết rồi, bơm bằng bô tưa đó, là coi như sẵn sàng để đặt luôn, chừng nào có nước cao lên thì mình bơm ra, giúp cho cái lúa nó phát triển, đặng nó đẻ nhánh ra để có năng suất cao cho thu hoạch. Trong những năm gần đây, triều cường có xu hướng năm sau dâng cao hơn năm trước, làm một số tuyến bờ bao ven sông trũng thấp bị ngập, ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân. Hiện nay thì vấn đề mà các tuyến lộ thông nông thôn thì đến điểm này thì chưa có tràn bờ, tràn cái tuyến lộ. Bên cạnh đó thì xã cũng đã chỉ đạo cho các ấp là vận động người dân là làm cái bờ bao để bảo bảo cái vấn đề mà nuôi tôm, để tránh thiệt hại khi mà thủy triều lên. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cũng khuyến cáo bà con đối với sản xuất lúa thì cũng thường xuyên theo dõi sát cái tình hình mưa bão, rồi rút nước khi mà cái lượng mưa nó nhiều
để đảm bảo cho cây lúa phát triển. Đối với cái việc mà nuôi trồng thủy sản thì nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cũng đã cử các đồng chí các cái trạm, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật thường xuyên là xuống địa bàn hướng dẫn bà con về kỹ thuật để kịp thời là khuyến cáo rồi hỗ trợ bà con trong quá trình sản xuất. Ngành chuyên môn nhận định từ nay đến cuối năm thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp, mưa bão và triều cường tiếp tục diễn ra. Bà con nông dân cần chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.